Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình có vị trí đặc biệt quan trọng, là tuyến đầu của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, được coi là yết hầu của mạch máu giao thông chi viện miền Nam. Đồng Hới là một trong những nơi đầu tiên ở Quảng Bình đế quốc Mỹ chọn làm trọng điểm đánh phá, với ý đồ nhằm làm nhục ý chí xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam của nhân dân ta, cũng như hòng hủy diệt thị xã xinh đẹp bên bờ sông Nhật Lệ. Những ngày đầu năm 1973, khi mà chỉ vài ngày nữa Hiệp định Paris lịch sử được ký kết, Quảng Bình mỗi ngày vẫn đón hàng trăm chuyến xe vận chuyển hàng hóa, quân trang qua lại. Từ những đống đổ nát do bom đạn chiến tranh gây ra, những ngôi nhà mới bắt đầu mọc lên. Cuộc sống của người dân Đồng Hới vốn đã quen với bom đạn vẫn thản nhiên với những sinh hoạt hàng ngày. Những khẩu hiệu chống Mỹ vẫn ở khắp nơi, trên những tấm pano và trên cả những vỏ bom bi mà Mỹ đã từng trút xuống. Những hoạt động mua bán phục vụ đời sống vẫn diễn ra. Hàng hóa ở đây lúc đó dù không nhiều như ở miền Nam, nhưng những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày thì thứ gì cũng có. Ông Nguyễn Văn Còn, nguyên là một chiến sĩ giao thông vận tải, đoàn 559, trung đoàn 571, hồi đó bồi hồi nhớ lại. Các mặt hàng chủ yếu là hàng tiêu dùng thiết yếu của dân. Ví dụ như là những cái kim chỉ xà phòng, thì có những cái loại xà phòng như là con vẹt này. Thế rồi thuốc lá thì thuốc lá hoa hồng này, thuốc lá tam thanh nhị thanh của miền Bắc này, Tam Đạo này, Điện Biên này, đấy để đấy là của miền Bắc chuyển vào này. Thế rồi những cái kim chỉ cũng của miền Bắc, đa số của miền Bắc vào. Cảng Danh, một trong ít bến xuất phát đầu tiên của những con tàu không số huyền thoại, mang danh tập đoàn đánh cá sông Danh. Và đây là nơi tập kết phân tán hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Bất chấp bom đạn Mỹ, từ đôi vai, bàn tay chai sần bốc rỡ, vận chuyển của hàng trăm thanh niên xung phong trẻ tuổi và người dân Quảng Bình, hàng hóa từ cảng Danh theo đường sông lặng lẽ đi đến bến mới, Hương Hà, bến phà Xuân Sơn, bến chợ Cuội, chợ Vang, Minh Cầm, để sau đó vượt vạn lý Trường Sơn vào miền Nam. Một thời bom đạn đã qua, nhưng những đóng góp hy sinh to lớn của mảnh đất Quảng Bình ngày đó mãi là bất tử đối với Tổ quốc.